Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, phải mất một khoảng thời gian rất dài, 48 năm, từ năm 1945 đến năm 1992, kể từ khi nhà nước ta ra đời đến Hiến pháp năm 1992, quyền tự do kinh doanh của công dân mới được xác lập. Và phải mất 69 năm, nghĩa là từ năm 1945 đến năm 2013, thì quyền tự do kinh doanh của công dân mới được xác lập một cách hoàn chỉnh. Lần đầu tiên, doanh nghiệp, doanh nhân được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Nó thể hiện sự lớn mạnh và trưởng thành từ tư duy của những nhà làm luật. Sự ra đời của luật đầu tư và luật doanh nghiệp năm 2014, tính đến nay đã được tròn 3 năm đi vào triển khai, đã góp phần giúp doanh nghiệp có được những thuận lợi nhất định, nhất là quá trình khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên, cũng lại có một câu chuyện đang đặt ra là có đúng như luật quy định, doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh những gì pháp luật không cấm hay không, và chữ tự do được hiểu như thế nào? Nội dung trên sẽ có trong chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Khai ngành nghề kinh doanh có cần thiết? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, không phủ nhận việc luật doanh nghiệp năm 2014 ra đời và đi vào triển khai đã giúp các doanh nghiệp gia nhập thị trường một cách dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, trong cái dễ cũng vẫn có những điểm khó. Câu chuyện dễ mà khó trong đăng ký kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp đang như thế nào? Mời quý vị đến với phóng sự sau. Điều 57 Hiến pháp năm 1992 quy định: công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định pháp luật. Điều 33 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ ràng và hoàn chỉnh hơn: mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Và để thể chế hóa hiến pháp, luật doanh nghiệp cũng đã quy định cụ thể trong luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Và những quy định mới trong luật doanh nghiệp năm 2014 cũng đã giúp doanh nghiệp rất nhiều trong khởi sự kinh doanh. Thứ nhất về cái tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thì luật doanh nghiệp đã góp phần là giải phóng cái quyền tự do kinh doanh của người dân. Theo đó thì người dân thực sự được làm tất cả những gì mà luật không cấm. Cùng với cái quy định của luật đầu tư trong việc là phân định rõ cái lĩnh vực cấm kinh doanh, lĩnh vực hạn chế kinh doanh và còn lại là tự do kinh doanh, đã tạo nên cái sự minh bạch, sự thuận lợi cho cái môi trường đầu tư kinh doanh. Cái thứ hai, thuận lợi thứ hai mà luật doanh nghiệp và luật đầu tư mang lại, đó là đã giảm thiểu cái đơn giản hóa cái hồ sơ trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp, tạo sự liên thông giữa các thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp, và đồng thời là nên là tạo cái thuận lợi cho quá trình gia nhập thị trường. Cái thủ tục thành lập doanh nghiệp mà mới thì đã đơn giản hóa hơn rất nhiều. Nếu trước đây thì mất 5 ngày, hiện tại thì mất có 3 ngày. Và theo bình quân chung thì dưới 3 ngày. Và đặc biệt là một số địa phương thì chỉ tính bằng giờ đồng hồ thôi chẳng hạn. Thì rõ ràng đã bước chuyển đổi lớn. Và tôi cho rằng là việc cái tinh thần mới của luật doanh nghiệp, luật đầu tư thì đã thúc đẩy các địa phương năng động, sáng tạo hơn trong việc hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập mới. Nhanh là vậy, dễ là vậy, nhưng không phải là không có khó khăn. Trước đây, với luật doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp sợ phải làm thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, nên đăng ký kinh doanh thường đăng ký rất tràn lan với nhiều ngành nghề. Nhưng việc luật doanh nghiệp năm 2014 quy định, doanh nghiệp được kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm, và việc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không thể hiện danh mục ngành nghề trên đó. Tưởng rằng là một điểm dễ dàng và thuận tiện, nhưng thực tế lại không như vậy. Chúng ta cũng phải thừa nhận một cái thực tế rằng là cái thủ tục về đăng ký kinh doanh cũng chưa thực sự thuận lợi cho doanh nghiệp. Quan sát của tôi cho thấy nó còn có mấy cái điểm cần lưu ý thế này. Hiện nay cả rất nhiều doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong cái việc giải quyết các thủ tục hành chính ấy, thì vẫn duy trì những cái tôi gọi là thói quen cũ thực hiện luật doanh nghiệp, vẫn duy trì rất nhiều những cái thói quen cũ, và một phần tức là cái cách thực hiện thủ tục thì vẫn
chưa thay đổi nhiều. Cái cải tiến của chúng ta nó chưa được trọn vẹn và có thể là nó có thể gọi là nửa vời. Nó có thể nửa vời bởi vì cụ thể như thế này, qua quá trình thực tế chúng tôi làm là có những doanh nghiệp là rõ ràng khách hàng họ nói là em ơi được kinh doanh những cái nghề không cấm nhưng mà tại sao lại vẫn làm thủ tục như bình thường, vẫn làm thủ tục như bình thường mà sau trong khi đó đăng ký kinh doanh của anh chẳng thấy ở đâu. Đấy, ví dụ như vậy. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định, doanh nghiệp không phải liệt kê tất cả ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh. Nhưng trên thực tế, vẫn phải khai báo những ngành nghề chính mà doanh nghiệp dự kiến kinh doanh trong một tờ giấy khai báo riêng cùng với mã ngành tương ứng. Điều này được thể hiện cụ thể từ năm 2007. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải kê khai ngành nghề kinh doanh theo quyết định 10 năm 2007 về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và quyết định 337 năm 2007 giải thích nội dung của hệ thống ngành. Và theo quy định, doanh nghiệp cần phải ghi mã ngành cấp 4, mã số có 4 số, về ngành nghề mà mình kinh doanh. Và đây chính là điều làm phát sinh vô số những câu chuyện bi hài. Có doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện như hội thảo, hội nghị, được yêu cầu khai mã số ngành nghề kinh doanh. Và sau khi tìm tới tìm lui trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, có khoảng gần 650 ngành thì lại không có tổ chức sự kiện. Và công ty phải ghi ngành nghề của mình là hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác, còn lại chưa được phân vào đâu. Và chỉ nghe cái tên ngành nghề này thôi cũng đủ làm cho doanh nghiệp cảm thấy chán nản vì bản thân nó đã biến doanh nghiệp trở thành một công ty kinh doanh cái gì mà cũng không thể hình dung nổi. Nó sẽ gặp khó khăn trong những cái trường hợp như tôi có vừa nói là đối với những ngành nghề kinh doanh, tôi thực tế kinh doanh ngành nghề đấy, tôi đặt tên cái ngành nghề đấy nhưng nó không phải trong mã ngành. Đơn giản như ví dụ như bây giờ tôi kinh doanh liên quan đến việc tổ chức, tôi chuyên tổ chức biểu diễn, tôi chuyên một tổ chức biểu diễn nghệ thuật, nhưng trong mã ngành kinh doanh dân không có ngành này nào ghi là tổ chức biểu diễn nghệ thuật mà chỉ ghi là tổ chức và xúc tiến thương mại. Thế thì tôi đăng ký cái đó trong nội dung về tổ chức và xúc tiến thương mại thì tôi có được tổ chức biểu diễn nghệ thuật hay không? Xin thưa là tôi có. Tôi có nhưng mà trong cái quyết định 337 thì nó mới liệt kê ra nhưng nó cũng không ghi là rõ là tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Vậy thì đến khi mà tôi tổ chức bất kỳ một cái cuộc biểu diễn nghệ thuật nào đấy ở ngoài trời hay trong nhà thì tôi đi xin cấp phép. Cơ quan cấp phép hỏi là tôi có ngành nghề đó không? Tôi bảo tôi có. Nhưng mà bảo là không có chính thức về cái ngành nghề là ghi là tổ chức biểu diễn nghệ thuật thì tôi không cấp cho ông. Đấy lại là một cái mà rất khó khăn cho doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp mà thực hiện. Và cũng lại có những khó khăn đến từ việc doanh nghiệp không xác định được nội dung kinh doanh hay tên ngành nghề nếu chiếu vào hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân. Hay doanh nghiệp kinh doanh một ngành mới lạ, không có tên ngành hoặc có tên nhưng chưa được diễn giải đầy đủ trong quy định hệ thống mã ngành. Thậm chí còn có sự hiểu sai giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, dẫn đến áp sai mã ngành nghề hoặc tồn tại cả vấn đề không đồng bộ khi hiểu về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Trước đây tôi có tư vấn cho một doanh nghiệp liên quan đến cái vấn đề về việc làm. Giấy phép cũ của họ trước năm 2016 thì đã được đăng ký cái ngành nghề là cung ứng lao động. Tuy nhiên là đến bây giờ khi mà đi làm việc với các cơ quan ban ngành khác, họ nói là thế cái ngành nghề này của chị đâu? Doanh nghiệp tôi bảo tôi đã được đăng ký rồi, nhưng mà tôi không thể hiện trên giấy phép. Bây giờ theo quy định mới là không giấy phép cũng không có ngành nghề. Thế thì tôi phải làm như thế nào? Khi đó thì chúng tôi tư vấn là mà giấy phép kinh doanh điện tử với giấy phép bản giấy có giá trị như nhau. Vậy anh chị có thể lên cái trang web của Bộ Kế hoạch Đầu tư để các anh chị kiểm tra về việc là đơn vị đấy có ngành nghề kinh doanh hay không. Nhưng mà vẫn các cơ quan khác là không đồng ý và yêu cầu là phải có xác nhận của phòng đăng ký kinh doanh về việc là cái doanh nghiệp này có kinh doanh ngành nghề này. Đấy. Thế thì bây giờ lại khó khăn cho doanh nghiệp nữa là thế bây giờ tôi làm thế nào để tôi xin xác nhận? Thủ tục về hướng dẫn tại thông tư 20 thì không có quy định về việc là có một cái văn bản để xác nhận, xin làm thủ tục xin xác nhận. Mà để làm việc đấy thì tôi lại phải làm theo cách thức là tôi sẽ phải đi xin bổ sung một cái ngành nghề nào đấy. Mà thực tế tôi không kinh doanh. Tôi không kinh doanh mà tôi vẫn phải bổ sung để làm sao để tôi ra một cái giấy xác nhận là tôi có kinh doanh ngành nghề đó. Thì thực ra đấy lại là một cái câu chuyện mà mua cái việc vào cho doanh nghiệp. Rồi lại phát sinh cả khó khăn, nghe đã thấy vô lý. Chính vì điểm mới của luật là doanh nghiệp không phải liệt kê ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nên đã có trường hợp
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty chỉ có 17 ngành nghề. Sau 6 năm hoạt động, công ty mong muốn mở rộng thêm một ngành nghề kinh doanh là tổ chức thực hiện thí nghiệm, hiệu chỉnh từng phần và toàn bộ hệ thống các trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ phát điện, tải điện trong nhà máy điện, trạm điện, dây dẫn điện. Tuy nhiên, ngành nghề này lại chưa khớp với mã hệ thống ngành kinh tế tại Việt Nam. Và để tiếp tục được kinh doanh ngành nghề này, công ty đã mất hơn một tháng để xin giấy phép kinh doanh. Luật mới thì là doanh nghiệp chỉ được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Thế nhưng ở đây nó lại bất cập ở vấn đề về thủ tục. Tức là ở đây tôi có thể chia sẻ rằng đây cũng là một cái bước cải cách, nhưng mà cải cách của chúng ta như là nó không đến nơi đến chốn. Cụ thể ở chỗ rằng là trong luật 2014 và nghị định 78, trong nghị định 78 năm 2015 là nghị định hướng dẫn của luật 2014 thì quy định rất rõ ràng là tất cả các doanh nghiệp mà khi thành lập doanh nghiệp hoặc thông báo bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp vẫn phải đau đầu để lựa chọn các ngành nghề, cái ngành nghề 4 cấp cụ thể là trong quyết định 10 và chi tiết trong quyết định 337 của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi ngành nghề đó. Và nó lại, và trong, tức là mặc dù là anh ta được kinh doanh, đấy là quyền của doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp lại có nghĩa vụ lại phải thực hiện các thủ tục một thủ tục là gồm như thông báo, rồi đề nghị, rồi biên bản, rồi quyết định của hội đồng cổ đông, như những cái cách thức mà trong luật cũ đã thực hiện. Theo luật doanh nghiệp năm 2005, khi doanh nghiệp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thì doanh nghiệp cần phải làm thủ tục đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thì doanh nghiệp mới được tiến hành kinh doanh. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, quy định này đã có những thay đổi đáng kể. Theo đó, luật doanh nghiệp năm 2014 quy định, khi doanh nghiệp muốn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thì doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh ngành nghề mới ngay mà không cần phải xin phép, và sau đó mới thông báo việc thay đổi ngành nghề kinh doanh này với cơ quan chức năng. Tôi lấy ví dụ như cái thủ tục về thông báo các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thì theo cái quy định mới của luật doanh nghiệp, đó là cái thủ tục tự động một chiều, tức là doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Và trong thời hạn 3 ngày thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải giải quyết. Và nếu như sau 3 ngày không giải quyết và từ chối giải quyết thì có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết. Nhưng hiện nay cái thói quen thì như tôi vừa nói, rất nhiều doanh nghiệp vẫn không dám thực hiện theo những cái cách mới. Và thường vẫn yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh là cấp những cái giấy xác nhận hoàn tất một thủ tục nào đó. Và các phòng đăng ký kinh doanh thì theo cái yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp thì họ vẫn có thể gọi là chiều doanh nghiệp, thì vẫn cấp những cái giấy gọi là giấy xác nhận về đã thực hiện thủ tục hành chính. Rất nhiều doanh nghiệp thì cũng yêu cầu là phòng đăng ký kinh doanh khi được cấp cái giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới, và mẫu mới thì không ghi nhận các thông tin về ngành nghề kinh doanh, thì họ đã yêu cầu phòng đăng ký kinh doanh cấp một cái gọi là bản thông tin về các cái ngành nghề kinh doanh của mình. Thế là ví dụ như đấy là những cái cách quy định mới. Đúng là cái thủ tục mà ta bổ sung hay là thay đổi ngành nghề kinh doanh thì nó cũng không phải là phức tạp. Nó không phải là một cái quy trình phức tạp, nhưng thực tế luật thì lại quy định theo, cụ thể là theo điều 32 của luật doanh nghiệp 2014 quy định rất rõ ràng rằng là khi doanh nghiệp muốn bổ sung hay muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh thì vẫn phải thực hiện thủ tục thay đổi kinh doanh tại cơ quan có chức năng thẩm quyền như trước đây. Đó là những quy định của luật, nhưng thực tế triển khai đã không như vậy. Chính vì vậy mới phát sinh những ví dụ kể trên. Và đó chỉ là một số ít những điểm mà các doanh nghiệp cho là vô lý trong quá trình đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh. Rõ ràng, luật quy định đã rõ, nhưng từ luật đến thực tế còn rất xa. Và các doanh nghiệp thì vẫn đang phải tìm cách để tuân thủ một cách dễ dàng nhất theo cách của mình. Rõ ràng, việc phải khai báo ngành nghề kinh doanh với mã ngành đang trở thành một rào cản. Nó mang đến những phiền toái không đáng có cho doanh nghiệp, và rất nhiều ý kiến hoài nghi rằng liệu việc khai mã ngành nghề kinh doanh có cần thiết hay không. Được hiểu rằng, ghi mã ngành nghề để phục vụ công tác thống kê của nhà nước.
Nhưng với luật doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp phải ghi tất cả ngành nghề kinh doanh, dẫn đến tình trạng đăng ký ngành nghề tràn lan, ghi mã ngành tràn lan, thì rõ ràng công tác thống kê không hiệu quả. Và với luật doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp được tự do kinh doanh tất cả những gì pháp luật không cấm, không phải ghi tất cả những ngành nghề kinh doanh mà chỉ phải khai báo những ngành nghề kinh doanh dự kiến, thì liệu việc áp mã ngành nghề có còn cần thiết hay không? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người còn băn khoăn. Doanh nghiệp thường hay hỏi chúng tôi một câu là vậy thì chúng tôi kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm thì vậy tại sao chúng tôi phải đăng ký? Nếu mà không thì sẽ cho chúng tôi đăng ký một cái ngành nghề kinh doanh là ngành nghề kinh doanh chính. Còn lại những cái ngành nghề khác chúng tôi sẽ đăng ký những cái ngành nghề đúng mà pháp luật không cấm. Trong 6 cái ngành nghề theo đúng quy định là pháp luật cấm. Và với những cái ngành nghề gì có điều kiện thì chúng tôi đã đáp ứng đủ cái điều kiện đó, chúng tôi sẽ kinh doanh. Vậy thì hà cớ gì mà bắt chúng tôi là phải kê khai vào cái giấy đề nghị đăng ký là tôi phải kê đăng ký những ngành nghề gì? Thì tất cả các ngành nghề sẽ không được thể hiện trên đăng ký kinh doanh, trên bản vàng. Thế nhưng tất cả các thủ tục vẫn thực hiện như luật cũ và có phần còn nhiều việc hơn. Và nếu như việc khai báo ngành nghề dự kiến kinh doanh và áp mã ngành nghề vẫn còn cần thiết, thì ai sẽ là người triển khai tốt nhất công việc áp mã ngành nghề này? Và làm thế nào để mã ngành không còn hành doanh nghiệp nữa? Thì thực ra ở đây nó một cái câu chuyện liên quan đến việc quản lý. Nếu mà với cái việc mà ông đăng ký, doanh nghiệp chỉ đăng ký cái ngành nghề kinh doanh chính thôi, mà không đăng ký những cái ngành nghề kinh doanh khác nữa, vậy thì cơ quan thuế và các cơ quan khác sẽ quản lý cái doanh nghiệp đấy bằng cách thức nào? Và dẫn đến cái câu chuyện là vậy thì cái việc mà mua bán hóa đơn nó có tràn lan hay không? Đấy. Tuy nhiên là hiện nay nếu mà trong trường hợp mà tôi kê khai như vậy thì sẽ phải tạo điều kiện cho tôi kê khai. Và kê khai với những cái ngành nghề như thế, khi mà tôi đăng ký, tôi sẽ được kê khai những ngành nghề mà tôi đăng ký, hay là tôi bắt buộc lại phải kê khai những ngành nghề mà phải có trong mã ngành kinh tế quốc dân? Cái thay đổi ở đây của mình nó cũng gọi là chưa đến nơi và chưa đến chốn. Cụ thể nó cũng như kiểu là bình mới rượu cũ ấy. Cải cách nửa vời, đó có lẽ là cụm từ mà các luật sư và doanh nghiệp phải thốt lên trong quá trình làm việc của mình với các cơ quan nhà nước. Rõ ràng, cộng đồng doanh nghiệp chờ đợi một sự cải cách thực chất, sâu, rộng và đánh trúng vào những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hơn là những cải cách chạy theo số lượng và thành tích. Trong khi vấn đề còn đang gây nhiều tranh cãi, thì các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc khai báo danh mục kinh doanh tạm thời và một tờ giấy khác ngoài giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Và trở lại với câu hỏi, tự do kinh doanh có được tự do hay không? Thì có lẽ những khó khăn liên quan đến việc đăng ký kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp là câu trả lời rõ ràng nhất. Phần cuối của chương trình như thường lệ mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Nguyễn Văn Bình ở Hà Nội có gửi thư về chương trình và hỏi: tôi có một thắc mắc rất mong luật sư giải đáp. Công ty tôi là công ty nước ngoài có thành lập văn phòng đại diện và công ty con tại Việt Nam. Vậy trưởng văn phòng đại diện có được đồng thời là giám đốc công ty con ở Việt Nam hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn một luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Căn cứ theo quy định tại điểm D khoản 6 điều 33 nghị định số 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về luật thương mại, văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, người đứng đầu văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy, đối chiếu vào trường hợp bạn hỏi, thì doanh nghiệp nước ngoài của bạn là thương nhân nước ngoài, thì trưởng văn phòng đại diện sẽ không được đồng thời là giám đốc của công ty con thành lập ở Việt Nam. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.